À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các bạn, mời các bạn cùng theo dõi bài phân tích nhân vật Phùng trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu, do Việt Sách biên soạn và tổng hợp để học tốt môn ngữ văn lớp 12. Nguyễn Minh Châu được coi là một trong những cây bút viết truyện ngắn hàng đầu của Việt Nam thời kỳ đổi mới. Trong số những tác phẩm của ông có truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, in đậm phong cách tự sự, triết lý của ông. Với ngôn ngữ giản dị, đời thường, truyện kể lại những chuyến đi thực tế của những nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng, với những chiêm nghiệm sâu sắc về thực tế, nghệ thuật và cuộc sống của anh. Nhân vật Phùng trong tác phẩm điển hình cho kiểu nhân vật, kiểu xây dựng nhân vật độc đáo của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đó là kiểu nhân vật nhận thức với những cuộc đấu tranh tâm lý rất phức tạp. Cũng như trong những sáng tác của Nam Cao, có nhân vật thứ trong răng sáng, hộ trong đôi mắt hay độ trong đời thừa là những nhân vật thể hiện những phát ngôn về nghệ thuật của nhà văn Nam Cao, thì nhân vật Phùng trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa cũng được nhà văn Nguyễn Minh Châu xây dựng là nhân vật thể hiện phát ngôn của chính mình. Tác giả giới thiệu nhân vật Phùng là một người nghệ sĩ say mê cái đẹp và có trách nhiệm với chính nghề nghiệp của mình. Trước khi là một nghệ sĩ nhiếp ảnh gia, Phùng từng là một người lính chiến đấu, đấu tranh với quân thù ngoài chiến trường ác liệt. Vào sinh ra tử trên mặt trận để bảo vệ chính nghĩa cũng như bảo vệ cuộc sống của chính mình. Sau khi hòa bình lập lại, anh là một người nghệ sĩ, một nhiếp ảnh gia với tâm hồn say mê cái đẹp và tinh thần trách nhiệm cao với nghề nghiệp của mình. Trong tác phẩm, Phùng được anh trưởng phòng kỹ thuật lựa chọn giao cho nhiệm vụ quan trọng là hoàn thành bộ ảnh cho tờ lịch cuối năm ấy. Anh đã có trong tay 11 tấm hình tuyệt đẹp về cảnh sắc thiên nhiên, nên khi được giao nhiệm vụ quyết định, anh đã quyết định về vùng biển miền Trung để chụp tấm thứ 12 còn lại cho bộ lịch hoàn chỉnh. Đây chứng tỏ Phùng không phải là một người đơn giản hay qua loa với công việc của mình. Tác giả muốn nói đến phẩm chất đáng quý của những người dân lao động. Phùng là người nghệ sĩ tài năng, biết thưởng thức và say mê cái đẹp. Khi anh phát hiện được bức tranh thiên nhiên giàu tính nghệ thuật, trước mặt Phùng là khung cảnh thiên nhiên như một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ, vài bóng người lớn trẻ em ngồi im phăng phắc trên mũi thuyền khung khung như hướng vào bờ. Đây như một gạch đắt trời cho. Nguyễn Minh Châu sử dụng bút lực thật mạnh mẽ, tác giả như có độ am hiểu sâu về nghệ thuật hội họa, nhạy cảm trước vẻ đẹp của nghệ thuật khi miêu tả được vẻ đẹp tuyệt đỉnh, toàn bích của một cảnh đẹp thông qua một câu văn như thế. Câu văn tiếp theo là những hình ảnh cụ thể. Mũi thuyền trôi trong bầu sương mù, vài bóng người lớn và trẻ con, có hình ảnh mắt lưới và những tấm lưới. Đây là những hình ảnh cụ thể, tuy nhiên độc đáo ở chỗ nhà văn miêu tả cảnh vô cùng huyền ảo, bởi có màu của sương huyền ảo lại thêm những ánh nắng ban mai chiếu vào. Cảnh tĩnh bởi con thuyền đang im phăng phắc, như cũng độc bởi con thuyền đang từ từ tiến thẳng vào bờ. Phùng phải là một người nghệ sĩ tài hoa mới có sự cảm nhận trong cái đẹp và chấp được một bức ảnh toàn bích đến như thế. Phùng là người nghệ sĩ rung động và thực sự rung động trước cái đẹp. Anh liên tưởng đến một câu, đến một nơi, đó chính là cái đẹp đạo đức. Tưởng chính mình đã vừa khám phá ra cái đẹp chân lý của sự toàn thiện, khám phá ra khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn. Phùng là một người nghệ sĩ chân thực, bởi lẽ anh hạnh phúc khi được sáng tạo, khi được lao động, khi được cảm nhận cái đẹp lãng mạn và hài hòa giữa thiên nhiên và cuộc đời của anh như được thanh lọc và tinh khôi. Phùng còn là một người nhân hậu khi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng, đó chính là chiếc thuyền đẹp như mộng kia bỗng bước xuống một người đàn bà vô cùng xấu xí và một người đàn ông thô bạo. Người đàn ông kia kéo người đàn bà đánh đập không thương tiếc. Ban đầu, Phùng rất ngạc nhiên, nhưng khi nhận ra tình huống ấy, anh vứt chiếc máy ảnh sang một bên và nhảy vào định cứu giúp người đàn bà xấu số.
nhưng thằng con trai của chị đã nhanh hơn. Phùng chỉ biết đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng ấy. Phùng chợt nhận ra một điều rằng đằng sau cái vẻ đẹp dường như toàn bích kia lại tồn tại một cái ác, cái xấu xa đến vô đạo đức. Những đau khổ bất công luôn tồn tại thường trực trong chính cuộc sống mà Phùng nghĩ là tươi đẹp. Màu sắc kia đôi khi bị che phủ bởi những cái đẹp ấy. Qua đây, nhà văn muốn thể hiện thông điệp của mình, muốn gửi gắm đến những người đọc. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hình tượng bên ngoài và vật chất bên trong. Đừng vội đánh giá con người ở vẻ ngoài xấu xí của họ. Qua việc xây dựng thành công nhân vật Phùng, tác giả Nguyễn Minh Châu đã muốn mang đến cho người đọc một thông điệp giá trị về lòng nhân đạo trong cuộc sống. Cần phải biết sáng tạo vì con người, nghệ thuật chân chính là thứ nghệ thuật phải xuất phát từ con người. Cuộc đời của chính họ, toàn họ và nó phải quay trở lại để phục vụ cho đời sống, cứu rỗi nhân sinh. Đây mới chính là vẻ đẹp chân chính và nghệ thuật chân chính của người nghệ sĩ. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã cùng nhau phân tích hình tượng nhân vật Phùng trong truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.